Hello, 515. Thì hôm nay mình vừa mới nhận được mấy cái mã số X12. Nó gặp cái trường hợp lỗi là 000. Thì sau đây mình vừa mới nhận được cái mã số 000 này. Đây, trên này hai con này nó chạy. Hai con này nó chạy trúng cái phần mềm là X12 à. Cái 000 là sao? Đây, em bật nguồn đây. Thì khi mà mới khởi động nguồn đến nó vẫn nhả lên thông số. Tất cả các thông số nó vẫn thấy là bình thường đúng không ha? Nhưng mà khi các bác thao tác và khi mà sử dụng thì nó sẽ không có tiếng, và mình tưởng là nó mất tiếng gì, nhưng mà khi bác bật cái thì tất cả cái thông số này nó đều bằng không hết này. Và cho dù bác có tăng lên thì nó cũng 1, 2, 3, 4, 5, 6 gì đó thôi, chứ nó cũng không tăng lớn lên được ha. Các phép là cũng thế, nó cũng vẫn quấn dưới 10 thôi, và nó cũng sẽ không có tăng cho mình có ăn được. Đấy. Cho nên là lỗi này là gọi là lỗi 000, lỗi 000 bằng số. Thì để xử lý cái lỗi 000 này á, thì mình sẽ có một cái thiết bị là nạp chip để nạp vào cái IC cho cái con mặt vang của cái con vang này. Và để nạp lại IC của mặt vang thì mình sẽ gọi phần mềm mình thao tác trên máy tính. Và sau đây là mình sẽ đầu tiên hết mình sẽ phải mở cái mặt vắng số ra ha, và lấy con chip ra. Ok, sau khi mở mặt ra lấy con chip ra thì mình sẽ hướng dẫn cho các bác. Các bác đợi để mấy phút thì mình có thể mở cái mặt vắng số này ra, và mình lấy con chip mặt ở trong này ra. Và vị trí của con chip mặt trước này ở đâu thì tí là mình sẽ gửi cái hình ảnh để bác xác định với nó ha. Nó là con chip model là 95M01M RP đúng không ha. Ok, sau đây mình sẽ sáng chip này ra ha. Thì để sáng chip này thì các bác cần kiếm một cái mẫu hàn đủ nhiệt, và bật cho một ít mỡ hàn vào với cái IC này ha. Cho nó đủ vào IC đi. Nó nóng một xíu rồi được ha. Các bác nhớ chiều chân của nó nhé. Con IC này nó cũng lớn cho nên nó có cái thao tác thoải mái, yên tâm. Ok, sau khi mình xả con chip này ra thì đây, các bác này, con chip này gần như các bác thấy, đây con chip của nó, đây con chip nhỏ nhỏ thôi, thấy đúng không? Nếu bằng mắt thường ở ngoài thực tế thì bác sẽ thấy nó là 95M01RP, đúng không ạ? Và sau khi các bác có con chip này rồi thì các bác bỏ con chip này vào trong cái đế này này. Các bác bỏ theo cùng chiều các bác ha. Các bác xác định phải cùng chiều với cái đế này. Và đẩy những cái đế này ra và các bác bỏ chip vào đó. Các bác nhớ cùng chiều nhé. Biết cái chiều chân số 1 nằm ở phía ngoài này này. Chiều chân số 1 nằm ở phía ngoài. Biết. Phía ngoài cùng bên phía trái. Sau khi mình bỏ con chip vào trong cái đế này thì mình sẽ lắp vào trong cái bộ nạp chip này ha. Và các bạn nhớ là lắp vào cái ô bên phía trái nhé, và mặt mặt số 1 nó sẽ hướng ra ngoài,
Đấy, đây là cái chiều của anh chị. Rồi ok, mình lật cái này xuống để khóa con chip lại. Và sau đó là mình cắm cổng USB này. Đây là con chip ở đây, con chip thế này ha. Các bạn thấy không? Rồi lên đây ha. Rồi các bạn cắm vào cổng USB. Các bạn thấy là cái đèn nó đã sáng rồi ạ. Và sau đó mình mở cái phần mềm mà đọc cái chip Chrome này lên ha. Các bác bấm test thì nó sẽ ra, nó sẽ tìm ra được, tức là nó sẽ nhận thôi, nó báo là con net và đã nhận được con chip. Và khi bác test thì tất nhiên là nó sẽ không có tìm ra đúng cái mã của con chip này đâu, vì con chip này là 95, mình biết là 95 AF Chrome và model của nó là 9M95M01. Các bác chọn đúng con đó ha. Ok, và sau đó sau khi mà các bác tìm ra được cái file này rồi á, các bác mở cái file thì đương nhiên là các bác phải có cái file nào, và các bác phải liên hệ với em để các bác lấy cái file này ha. Ở đây thì em có sẵn cái file của chip này rồi, đây là 12, nó có 2-3 file gì đó, thì em mở cái file này lên. Nó đã bị tết và nó biết là đã bị tết và nó đoạt được bình thường ha. Sau đó các bác muốn là auto hoặc qua đó, và thấy cái đèn sinh của cái bộ đọc mã nó đọc không ạ, và cái hàng dưới cùng nó chạy đấy ạ, và nó báo là đã auto đã hoàn thành, và có nghĩa là bây giờ bác có thể muốn chắc ăn thì các bác quay lại lần nữa thì các bác thấy nó quay khi mà quay flash này, các bác nhìn thấy từ quay flash đúng không, nó báo là quay thành công quay complete ha. Em bôi màu đen đó, các bạn thấy bôi complete thì cái đèn nó sẽ hết, nó sẽ không có, nó không có chuyển sang màu xanh nữa, nó không chuyển rân, nó không chạy nữa. Cái này em thấy tá tác làm thêm một lần nữa để các bác chậm được mắt theo dõi ha. Sau khi các bác gắn con chip vào này, mặt này có bộ đọc đọc thẻ này, này bộ đọc con chip này, này các bác mở phần mềm một chip lên, các bác đánh test thì nó báo là nó đã báo đi test, có nghĩa là nó đã kết nối con chip vào với cái máy tính của mình, nó đã đọc được con chip rồi. Tất nhiên là khi nó báo báo này thì mình biết là đã kết nối thôi, chứ thực ra là nó sẽ không có detect đúng hoàn toàn 100% con chip đâu ha. Quan trọng là mình đã biết là em mở lên cho các bạn thấy ạ. Đợi chút xíu em máy tới gần hơn để các bạn nhìn rõ hơn ha. Ok, thì sau khi mình bấm test này, nó sẽ báo là nó đã phát hiện ra được cái con chip, báo là kết nối thành công. Nhưng mà nó báo cái con chip này nó báo thì không hoàn toàn đúng 100% các bác. Nó là điều đương nhiên, các bác không có gì phải lo lắng. Nhưng mà mình biết là cái mã con chip này ấy, là 95. Đầu tiên hết mình sẽ chọn 95 AF Chrome này. Và sau đó là mình sẽ chọn được cái name của nó là M95. M01. Mình chọn đúng con chip thì nó sẽ ra được cái đồ nhớ của nó này. Thì với con chip này 95 thì nó sẽ có là 100, đồ lớn của nó là 128 KB, nó có 28 size, page size, và tốc độ đọc của nó là 12 MHz ha. Thì nó đúng với lại cái con chip này, và khi nó đúng rồi thì các bác có thể là chọn mở cái file và mở cái file ROM này ra. Và khi mà các bác mở cái file ROM, các bác muốn có file ROM này thì các bác liên hệ với em cái số điện thoại ở trên màn hình đây ạ, cái số điện thoại của em ở trên màn hình, hoặc là các bác liên hệ với Zalo, hoặc để lại tin nhắn ở dưới cái video clip này thì em sẽ gửi qua Zalo cho các bác ha. Sau khi các bác mở cái file room mà em gửi qua Zalo cho các bác thì các bác mở file room đây, ví dụ ở đây là file room đúng file room của nó ha, file room của nó là M95M01 của X12 và chip mạch, các bác mở nó lên ạ. Thì khi các bạn mở nó lên thì bắt đầu nó sẽ có dữ liệu này, welcome rồi cái gì ABCD, các cái thông tin, các cái đây là file bin mà, cho nên mình sẽ không đọc được đâu. Nhưng mà khi mà các bác kéo xuống hết ở dưới này, các bác thấy là nó sẽ có dữ liệu đến rất là nhiều, nó dữ liệu đến là 1FF1FF0, nó là dữ liệu của nó là từ 0 đến 1FF0 đó ha, nó sẽ có hết dữ liệu trong này. Đấy, đây là những cái dữ liệu của nó này. Thì
Thì sau khi mà các bác mở cái file này lên rồi thì các bác phải chọn là vé đi để nó xác nhận này, nó chạy thì nó xác nhận được là ok, dữ liệu này nó phù hợp, tức là cái size của nó phù hợp để nó ghi vào trong cái bộ nhớ của con chip này. Các bác chọn là auto thì nó sẽ chạy, nó sẽ xóa cái dữ liệu cũ hoặc là sẽ làm sạch cái dữ liệu cũ của trong con IC này và nó nộp vào cái phần mềm mới cho mình, nó nộp vào cái ROM mới cho mình ha. Hoặc là có thể chọn là các bác chọn bằng tay, các bác chọn auto ha. Em nói này, bác mà mở file lên, open, các bác mở file lên, bác chọn chip mạch, bác chọn chip mạch đúng, chip mạch của nó là X12 M95 M01 X12 là chip mạch. Các bác mở file lên ha. Thì khi các bác mở file lên thì các bác sẽ thấy toàn bộ dữ liệu của nó ở trong này, này. Nó sẽ có dữ liệu ha, có dữ liệu chữ con số rồi welcome rồi các thứ trong này ha, các thông số trong này. Và các bác phải chọn là vary. Khi các bác chọn vary, các bác thao tác thì các bác để ý cái đèn run chỗ này nó sẽ nháy xanh lên và nó sẽ vary cái dữ liệu của mình, là cái độ lớn của dữ liệu nó sẽ phù hợp và nó đủ để nó ghi vào trong cái dung lượng của cái con chip này không, và nó đã vary thành công complete ha. Nó báo là vary complete, có nghĩa là đã vary thành công, đã ok, đã đúng. Thì các bác phải chọn là auto. Thì khi mà các bác chọn auto nó sẽ gì, nó sẽ xóa này, rồi nó sẽ chạy chương trình và nó sẽ xác nhận lại cái dữ liệu của mình ha. Thì các bác chọn auto thì nó sẽ làm ba bước đó tự động cho mình luôn ha. Ở bên mục này các bác thấy auto không ạ? Và khi các bác auto, các bác sẽ chọn chạy ba phần mềm này ha. Đấy. Thì các bác chọn auto, auto ở đây này, các bác chọn auto dùm này. Thì các bác thấy, khi mà các bác thấy chọn auto thì các bác thấy là cái dòng dưới này dữ liệu đang chạy ạ, chip đang chạy ạ, và cái con bộ nhớ này sẽ chạy, nó sẽ báo màu đỏ và khi màu xanh là người có nghĩa là đang chạy, và khi nó chạy sống thì nó báo là auto complete, có nghĩa là đã chạy thành công rồi. Và khi nó chạy thành công sống á thì có nghĩa là dữ liệu nó được nộp vào con ROM này rồi, con chip này rồi, thì bác có thể là read, các bác đọc lại để bác xem cái dữ liệu trong này. Ok, mình thấy là dữ liệu trong này đã vào trong cái con IC này rồi ha. Thì các bác có thể tắt cái phần mềm đó, các bác rút cái con bộ phần cái USB của cái máy đọc chip này ra và các bác cắm lại để các bác test thử, các bác click lại. Ok, mình sẽ mở lên, mình sẽ read là xem là dữ liệu nó đã vào trong cái con này chưa ha. Và sau khi mình mở lên thì mình chọn là mình không cần phải chọn nữa, mặc định nó sẽ lưu lại cái những cái thông số mình đã chọn lúc đầu ha, bên này ha. Và tất nhiên là khi đây này, lúc mà mình mở lên nó chưa có chọn, mình có chưa có read cái dữ liệu ra thì nó sẽ không có cái dữ liệu này ha. Các bác thấy là bên phía này là hoàn toàn bằng chữ Y không, đúng không, nó sẽ không có dữ liệu gì. Bây giờ mình sẽ đọc dữ liệu từ trong cái con ROM này ra. Bác chọn read, bác chọn đọc thì nó chạy màu xanh, và khi bác đọc ra thì bác thấy nó sẽ có dữ liệu này, welcome này, xin chào, để khi mình mở cái thông số lên nó có những cái thông số này này, bác thấy là trong này nó bắt đầu nó có dữ liệu, có data rồi này, không còn là chữ Y nữa ha. Ok, như vậy thì có nghĩa là dữ liệu đã ghi được vào trong cái thông số này rồi. Và sau khi xong mình đọc xong cái dữ liệu vào trong, thì mình sẽ kiểm tra lại xem là trong con IC mình vừa mới nộp nó đã có dữ liệu chưa ha. Thì mình sẽ cắm lại cái con bộ mặt chip này vào trong máy tính lại ha. Ok, mình cắm vào này. Mình cắm vào thì bao đèn power nó đã sáng lên, có nghĩa là cắm vào rồi, nó có kết nối rồi, ok ha. Khi mình mở lên thì các cái lựa chọn của mình lúc đầu á nó vẫn còn lưu ở đây, và tất nhiên là khi nó chỉ lưu ở đấy thôi, nhưng mà thực ra là con bên này nó chưa có dữ liệu gì hết nha. Các bác thấy cái dòng mình bối bên phía phải bên cùng này không ạ, nó hoàn toàn chưa có dữ liệu gì. Đây, phía đây này, mình kéo từ trên xuống dưới cho các bác coi ha. Các bác thấy không, không hề có một cái dữ liệu gì đấy. Thì các bác sau khi các bác cắm vào, các bác chọn read để các bác đọc cái dữ liệu trong cái con ROM này ra. Ha. Đây nó đọc dữ liệu, nó chạy xong này, báo là đọc dữ liệu hoàn thành này,
read complete này. Và lúc đó các bạn có thấy có dữ liệu chưa ạ? Đây đầu tiên là welcome này. Đấy, rồi xuống đây để mình kéo xuống mình thấy có dữ liệu. Đấy, dữ liệu của nó này. Nó là ghi dữ liệu vào bên này cho mình thôi ha. Bên này là data, dữ liệu, còn bên này là địa chỉ ha. Các cái địa chỉ, các cái stack các bạn gửi điện tử, các bạn hiểu đây là nó sẽ ghi vào địa chỉ những cái thing stack cho mình trong này. Đây là đây về data của nó đã ghi vào rồi cho mình ha. Nó ghi hết lên dưới này luôn đó. Đó, các bạn thấy ghi dữ liệu vào cho mình thế này. Thì đây là dữ liệu của con X12. Rồi sau khi cái con XC này nó có dữ liệu rồi thì mình tắt ha. Sau khi con XC này này nó đã có dữ liệu rồi. Bây giờ mình sẽ mở ra. Và các bác mở ra và các bác hàn lại đúng chiều. Đây con XC này nè. Con IC này ra đây, con IC này ra các bác hàn lại trên IC trên cái mặt của con số X12 thì nó đã fit được cái lỗi đây. Ok, sau đây em sẽ hàn lại cái IC này vào trong cái văn số X12 rồi em sẽ mở lại quay clip cho các bác để ý nha. Ok, ok các bác, sau khi em đã hàn cái con chip kia vào cái mặt của thông số này rồi ha, mà em lắp vào và em kiểm tra bây giờ các cái thông số này nó đã mình vặn hoặc mình điều chỉnh này, các bác điều chỉnh này thì thông số này nó còn không về bằng không nữa ha, có nghĩa là nó cái vang số này ra hoàn toàn là bình thường. Ok các bác ha, các bác tăng giảm và các bác làm hoặc các bác reset mật khẩu hoặc các bác thao tác bình thường nó sẽ không còn về không không như lúc đầu nữa. Thì em đã giải quyết được cái vấn đề là lỗi không 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 của cái con này ha. Cái con X12 này ngoài đó nó sẽ còn chín cái mật khẩu unlock này. Ví dụ như các bác nào vô tình bấm mật khẩu á, các bác bị lock mật khẩu thì mình có thể là reset lại cái room của cái con mật, chạy lại cái room để xử lý cái mật khẩu của con vàng này ha. Rất là cảm ơn các bác đã chú ý theo dõi kênh YouTube của bên em. Các bác đi ngang qua, các bác vui lòng cho em xin một like, một subscribe để bên em có động lực để ra được nhiều cái video clip về cái xử lý những cái lỗi của văn số và những cái tool hoặc là những cái kỹ thuật, những cái hiểu biết của bên em chia sẻ về cái văn số này đến toàn thể các bác. Chúc các bác nhiều sức khỏe, cảm ơn các bác rất là nhiều.